Suzuki N150 lên thắng đĩa sau tại tiệm sửa xe Khánh. Khánh ăn qua bánh nhẹ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu lên thắng đĩa sau cho Suzuki N thì qua tiệm sửa Khánh làm ha. Có bảo hành bảo dạy cho anh em. Quay bánh rất là nhẹ nha, quay lại các bạn. Quay nhẹ nha, trong trống nha anh em. Thắng là lết bánh. Có bảo hành bảo chạy cho anh em. Anh em nào có nhu cầu muốn thắng ăn bánh nhẹ thì qua tiệm Khánh làm ha. Rồi nhẹ qua đó.